Vicino. Lão hóa chậm. Có một sự thật là da của các chàng trai lão hóa chậm hơn nhiều so với con gái. Vì vậy, da mặt của phái mạnh sẽ nhìn trẻ trung và lâu già hơn. Thực tế cho thấy, da của nam giới ít mất sự tập trung của collagen, chất đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo da, làm cho da căng bóng hơn những người phụ nữ cùng tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc đàn ông sẽ có ít nếp nhăn hơn khi trở về già. Trong khi da phụ nữ phải đối diện với hàng loạt vấn đề khi về già như đốm nâu, sạm, nếp nhăn, đồi mồi, thì da của nam giới chỉ xuất hiện một vài nếp nhăn ở mắt. Song vì nam giới thường không chú trọng chăm sóc, bảo vệ da, nên da của họ dễ bị tổn thương do các tác động bên ngoài. Việc này sẽ giúp cho lợi thế tự nhiên kể trên của họ giảm dần theo thời gian. Trái lại, nếu biết cách chăm sóc, da của cánh mày râu còn đẹp hơn nhiều so với hội chị em nữa đấy. Khả năng cho con bú. Đúng vậy, bạn không hề nghe sai đâu. Sự thật là nam giới vẫn có những tuyến có thể sản xuất ra sữa. Nhưng nếu như đây là một việc bình thường của nữ giới, thì việc tiết sữa ở nam lại là một điều khá bất thường trong cơ thể. Việc tiết ra sữa ở tuyến vú của phái mạnh xảy ra khi cơ thể tiết ra quá nhiều hormone prolactin. Đây có thể là một phản ứng phụ khi điều trị kích thích tim, các vấn đề ở tuyến yên và não bộ hoặc quá đói khát. Bị hói đầu. Đây có lẽ là nỗi lo chung cho tất cả mọi người, nhất là nam giới. Nhiều người vẫn hay nghĩ hói đầu là do di truyền bởi nhiễm sắc thể X của mẹ, nhưng vẫn còn có yếu tố khác quan trọng không kém. Nếu bố của người con trai đó bị hói đầu thì 60% bạn nam đó cũng sẽ phải lâm vào tình trạng mất tóc tương tự như bố mình. Hoạt động hormone của bản thân nam giới cũng ảnh hưởng đến các nang lông, trong đó việc dần dần mất đi khả năng mọc tóc mới. Sự căng thẳng và ăn uống thiếu chất cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng hói đầu ở nam. Hội chứng tiền kinh nguyệt. Hội chứng tiền kinh nguyệt ở nam chỉ tình trạng suy giảm hormone testosterone dẫn đến tình trạng nhạy cảm hay cáu gắt, bực bội hay cảm thấy đói và thậm chí là bị co thắt dạ dày. Những dấu hiệu này chẳng khác gì với triệu chứng tiền kinh nguyệt ở nữ giới cả. Vì vậy, không chỉ có mỗi hội chị em mới có chuyện cáu gắt định kỳ đâu nhé. Mang giới tính nữ vài tuần thai đầu tiên. Tất cả mọi người trên thế giới này đều bắt nguồn từ giới tính là nữ. X và Y là hai nhiễm sắc thể có nhiệm vụ giúp xác định giới tính của mỗi người. Nếu hai nhiễm sắc thể X tham gia cùng nhau trong quá trình thụ thai, một bé gái sẽ ra đời. Nếu nhiễm sắc thể X và Y cùng nhau, một cậu bé sẽ xuất hiện. Nhưng trong 5-6 tuần đầu tiên, nhiễm sắc thể Y hoàn toàn không hoạt động. Cho đến khi nhiễm sắc thể Y bắt đầu hoạt động, giới tính của thai nhi sẽ được định hình rõ kể từ thời điểm này. Da dày hơn phụ nữ. Hormone testosterone làm cho da của nam giới dày hơn khoảng 25% so với da của phụ nữ. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời của chúng ta, da của nam giới sẽ dần trở nên mỏng hơn. Trong khi đó, ở phụ nữ thì độ dày của nó lại tương tự cho đến khi mãn kinh. Sự thật về trái cổ ở nam giới. Bạn có bao giờ tự hỏi chức năng của trái cổ ở nam giới là gì? Và tại sao trái cổ của đàn ông có lại lớn hơn phụ nữ? Phụ nữ chỉ có một phần nhô ra nhỏ trên cổ, tạo thành sụn tuyến giáp. Mục đích duy nhất là để bảo vệ các dây thanh nhạc. Sụn tuyến giáp này cũng chịu trách nhiệm về giọng nói của chúng ta được cao hơn. Trong độ tuổi dậy thì, góc của nó liên quan đến sự thay đổi của sụn hình khuyên, tạo thành hình dáng trái cổ ở nam giới và dẫn đến cái gọi là vỡ giọng. Góc này ở nam ít hơn ở phụ nữ, làm cho nó nhô ra lớn hơn và tiếng nói của nam sẽ trầm và thấp hơn giọng nữ. Uống nhiều rượu, ăn cay nóng, ảnh hưởng đến tiền liệt tuyến. Một tỷ lệ cao nam giới trên 50 tuổi đều bị phiền phức với bệnh ở tiền liệt tuyến, viêm phì đại tiền liệt tuyến.
Uống nhiều rượu, ham ăn thực phẩm cay hoặc quá nóng sẽ làm cho dịch nước tiểu sản sinh ra chất kích thích, áp lực trong bàng quang tăng cao, các di chứng như dịch nước tiểu chảy vòng ở trong tiền liệt tuyến, từ đó gây ra viêm tiền liệt tuyến. Hơn nữa, những người nghiện rượu, uống rượu và say xỉn hàng ngày thì nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt cao gấp đôi so với những người không uống rượu. Trong tinh dịch của người nghiện rượu, số lượng tinh trùng cũng giảm đi rõ rệt, sự hoạt bát yếu đi, đồng thời tỷ lệ phát sinh liệt dương, vô sinh và nam giới bị nữ hóa tăng cao rõ rệt. Bên cạnh đó, những người thường nín tiểu, lo lắng, buồn bực, mệt mỏi, quan hệ tình dục quá nhiều cũng đều làm nặng thêm triệu chứng bệnh ở tiền liệt tuyến. Ngồi lâu không tốt cho cậu nhỏ. Đàn ông làm công việc phải ngồi nhiều trong thời gian lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu nhỏ. Khi ngồi lâu, bộ phận sinh dục của đàn ông bị thiếu máu, ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu tại dương vật. Đặc biệt với những người đàn ông thường xuyên mặc quần bó sát, có thể khiến dương vật bị ép và nhiệt độ bìu nóng lên, thậm chí cao hơn nhiệt độ cơ thể, sẽ khiến quá trình sinh tinh và chất lượng tinh trùng bị ảnh hưởng. Đó là lý do những người hay vận động chân tay ít gặp trục trặc về chăn gối hơn quý ông văn phòng. Hút thuốc lá ảnh hưởng tới độ dài cậu nhỏ. Nhiều người đàn ông thường hút thuốc theo thói quen mà họ không lưu ý đến chuyện nó có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục của họ. Tệ hại hơn, thuốc lá còn làm cho cậu nhỏ có thể thấp bé, ngắn hơn bình thường. Ngoài việc suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, chất nicotine trong thuốc lá còn làm co cơ khiến cậu nhỏ ngắn lại. Điều quan trọng hơn là mỗi ngày hút 20 điếu thuốc trong nhiều năm, tỷ lệ sinh tồn của tinh trùng chỉ còn 50% và xuất hiện nhiều loại tinh trùng dị dạng. Tệ hơn nữa, một khả năng tương tự có thể xảy ra ở người hút thuốc thụ động, tức là thường xuyên hít phải khói thuốc lá. Vì vậy, cách tốt nhất là hãy bỏ thuốc lá vì chất lượng cuộc sống của bạn. Ăn uống không cân bằng. Thực đơn thiếu kali, kẽm, vitamin A, E, axit amin, một số chất béo sẽ gây yếu sinh lý ở nam giới, sản xuất tinh trùng kém. Vì thế, cánh mày râu nên lưu ý việc cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của mình để đảm bảo cậu nhỏ phát triển bình thường. Áp lực tâm lý. Các chuyên gia cho biết 75% nam giới giảm ham muốn do stress, trong đó 35% giảm số lần quan hệ, 17% không có nhu cầu, số còn lại rối loạn cương dương. Khi áp lực tâm lý dâng cao, tuyến nội tiết trong cơ thể bị rối loạn, dẫn đến tình trạng yếu sinh lý. Thiếu ngủ. Theo các nhà khoa học, 86% rối loạn giấc ngủ làm giảm tần suất quan hệ tình dục. Nam giới nếu ngủ không đủ giấc sẽ dẫn tới rối loạn cương dương, sinh sản kém. Không chú ý vệ sinh sẽ viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Nam giới phần nhiều không chú ý vệ sinh bộ phận sinh dục khi tắm rửa và sau khi quan hệ tình dục, đặc biệt là người có bao quy đầu quá dài, phải lưu ý lộn rửa hàng ngày do phần bao quy đầu dễ tích tụ, dung nạp chất bẩn. Nếu không chú ý vệ sinh bộ phận sinh dục và vùng hạ bộ, vi khuẩn rất dễ tấn công, viêm nhiễm, gây ra viêm quy đầu, viêm đường tiểu, viêm tiền liệt tuyến, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tình dục. Tắm sauna xông hơi giảm khả năng sinh sản tinh trùng. Xông hơi là giải pháp tốt giúp cho cơ thể thoải mái, tuy nhiên cách này lại gây nhiều phiền toái cho quá trình sản xuất tinh trùng. Nhiệt độ thích hợp nhất cho nam giới để sản sinh tinh trùng là 35,6 đến 36 độ C. Nhiều nam giới hay có thói quen tắm nước nóng hoặc ngồi xông hơi ở trong phòng xông hơi, sauna quá lâu khiến cậu nhỏ phải chịu nhiệt độ cao nên làm cho lượng tinh binh sinh sản giảm đi hoặc xuất hiện nhiều tinh binh chết. Vì vậy, nam giới nên cẩn thận với việc tắm sauna xông hơi. Nhiệt độ tắm bình thường nên ở khoảng 34 độ là tốt nhất. Cảm
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.